Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Vào ngày 7 tháng 9 mình có một cái video hướng dẫn các bạn tham gia chương trình Wallet nhận một token NFT ROT nè bạn. Thì bạn nào có làm dự án này thì các bạn vào claim nha bạn. Thì để claim được thì các bạn cần tích hợp mạng OKChain vào với MetaMask của mình nha các bạn. Rồi, thì các bạn tích hợp mạng OKChain vào với MetaMask của mình xong thì các bạn cần phải có một chút phí gas là OKT nha bạn. Sau đó các bạn dán cái đường link với phần link mô tả dưới video của mình vào nè các bạn. Sau khi vào thì bạn bấm vào claim nè các bạn. Ủa các bạn kết nối với địa chỉ với MetaMask của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn bấm tiếp tục nè. Kết nối nè. Rồi sau khi kết nối xong thì các bạn nó để chữ là Mi Limit 1 NFT nè các bạn. Thì các bạn bấm vào một claim airdrop nè các bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu nữa các bạn. Rồi các bạn xác nhận nè. Phí ra là 0.0014 rất là rẻ luôn nha các bạn. Rồi bạn bấm vào xác nhận nè. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Ok, nó hiện ra cái dòng này là được nha các bạn. Mình đã nhận được một token NFT ROT có ký hiệu là 8415. Rồi thì các bạn copy địa chỉ ví của mình đi các bạn. Mình kiểm tra mình có nói về ví chưa các bạn. Rồi mình copy địa chỉ OKT mình nè các bạn. Thì link trang chat mạng OKChain thì mình để dưới phần link mô tả dưới video cho các bạn đó. Các bạn việc copy cái link này mà dán vào đây kiểm tra nha các bạn. Rồi các bạn dán vào địa chỉ OKChain mình nè. OKChain nè. Chain B20. Sao chưa về ta? Khoan các bạn chờ một chút xíu nha các bạn. Jensen. Rồi nha các bạn, sau khi các bạn dán vào xong thì các bạn lướt qua nè các bạn kiểm tra là chữ Keep 721 là bạn là NFT 721 các bạn. Thì các bạn lướt qua nè các bạn. Thì các bạn sẽ gặp được một token ROT của mình nè, có ký hiệu là 8541 nè. Rồi, thì sau này con này nó sẽ có giá thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn sao bán sao nha các bạn. Vậy video mình hướng dẫn các bạn claim một con token đến đây cũng kết thúc đi. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.